Mọi người đã đến với kênh của mình và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để làm được một cái chú nhện rất là dễ thương như này nhé các bạn. Để cùng mình làm một cái chú nhện đen xì xì như vậy thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái tờ giấy màu đen như này đúng không? Cái con nhện thì chắc chắn màu đen rồi. Cùng với keo nhé, kéo này, một cái bút chì để mình sẽ vẽ cái phần chân của con nhện nhé. Cùng với đây là cái màu hồng thì mình sẽ làm cái má của con nhện này, phần màu trắng thì là mắt này, phần màu cam này thì mình sẽ làm cái nơ để trang trí cho cái phần đầu của con nhện nhé. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để làm được cái con nhện này nhé. Trước tiên các bạn sẽ vẽ cho mình một cái hình tròn như này, cái thân của con nhện này nó sẽ có cái hình như này, nhưng các bạn nó cũng không tròn hẳn đâu, nó sẽ tròn tròn như này thôi. Được, ok, mình sẽ cắt nó ra nhé. Rồi mình sẽ cắt cái phần tròn này theo cái đường mình đã vẽ. Các bạn có thể thì nếu mà cắt luôn cũng được, nó có thể ra được cái hình tròn, nhưng mà nó không cần tròn lắm, nó cũng méo méo như này cũng được nhé. Rồi sau đó thì mình sẽ đi vẽ những cái chân của cái con nhện này nhé. Thì những cái chân của nó thì gần như là cũng sẽ giống nhau thôi các bạn. Thì mình sẽ đầu tiên là mình sẽ sử dụng cái phần màu đen này để mình vẽ cái chân bên trên của nó nhé. Vẽ cái chân bên trên của nó này, mình sẽ vẽ nó như này nhé. Rất đơn giản thôi, nó cong lên như này, lại gãy bút chì rồi. Sau đó mình sẽ để nó như này, nó lại gập xuống này, gập xuống như thế này, gập xuống như này. Thì đây sẽ là cái chân của nó này, các bạn sẽ vẽ tròn như này, tròn như này. Mình sẽ làm cái chân nhé, bên này dài ra một tí. Đây là hai cái chân ở bên trên. Tại sao mình lại nói là hai cái chân, mình nghĩ gặp đôi nó vào như này rồi đúng không? Thì khi mình cắt thì mình sẽ được hai cái chân nhé. Tiếp theo thì mình sẽ vẽ hai cái chân ở bên dưới này, thì nó cũng sẽ giống như cái chân ở bên trên, nhưng mình sẽ vẽ nó, ví dụ mà mình sẽ vẽ nó không khi mình gấp xuống đây thì nó sẽ không thẳng như thế, mà nó sẽ lệch sang một chút chẳng hạn. Đây là cái chân thứ hai nhé. Rồi mình sẽ cắt hai cái này ra, cắt nó ra xong mình lại tiếp tục mình vẽ tiếp nhé các bạn. Đây là cái chân đầu tiên nhé, hai cái chân ở bên trên cùng này, cắt nó ra. Cái chân thì các bạn đừng cho nó nhìn nó nhọn quá, nó không khéo quá nhé, các bạn chỉ cần như này là được này. Đây nhé các bạn, đây hai cái chân đầu tiên của nó đây. Tiếp theo thì mình sẽ cắt cái chân này, các bạn chỉ cần cắt nó theo những cái gì mà cái phần mà mình vẽ thôi đúng không? Đây nhé, mình sẽ dán nó vào thử cho các bạn nhìn nha. Đây là cái phần chân trên cùng này, đây hai cái chân trên cùng này. Tiếp theo là hai cái phần chân ở thứ chỗ ở chân thứ hai này. Đây tiếp theo mình sẽ vẽ tiếp hai cái chân ở dưới nữa nhá, bốn cái chân ở dưới đúng không? Mình sẽ gập đôi cái tờ giấy màu đen của mình vào như này, sau đó mình vẽ tiếp nhé, mình sẽ để nhồi nó lên đây. Rồi tiếp theo mình sẽ vẽ tiếp hai cái bốn cái chân còn lại này, vẽ xuống đây này, xuống đây, chân này ở đây, xuống đây, rồi tròn như này. Đây sẽ là cái chân thứ ba, và cái chân cuối cùng thì nó sẽ thẳng xuống như này, xuống đây, và nó sẽ đây, nó sẽ tròn như này ở dưới này nhé các bạn. Đây, và cuối cùng thì mình sẽ cắt nó ra này, cắt cái chân này ra đây nhé các bạn. Đây sẽ là cái chân thứ tư nhé. Đây, cắt nó tròn như này, bên này cong lên một tí đi, cong lên một tí này, rồi cắt nó ra. Ok, có hai cái chân rồi. Tiếp theo hai cái nữa là nó có đủ 8 cái chân nhé các bạn. Như vậy con nhện này có 8 cái chân nha. Cắt nó ra này, cắt nó ra. Rồi sau đó thì mình sẽ tiến hành cái bước cuối là mình sẽ dán cái chân vào đúng không? Sau đó tiếp theo thì mình mới đi làm cái mặt cho nó nhé. Đây là 4 cái chân của nó này, các bạn sẽ cùng mình dán nó vào nha. Đây, các bạn nhét nó vào đây, sau các bạn sẽ dán nó vào nhé. Sau khi 8 cái chân nó đã được dán vào cố định như thế này rồi thì mình sẽ làm cái mắt cho nó nhé các bạn. Đây, mình sẽ vẽ cái, mình sẽ cắt cho nó cái mắt nhé các bạn. Các bạn sẽ nhìn mình sẽ gập đôi nó lại như này đi, sau đó mình sẽ cắt
thành một hình tròn như này thôi nhé các bạn, tại vì mình sẽ để cái mắt nó liền vào nhau ấy, nên mình sẽ để như này nhé. Đây, đây sẽ là cái mắt của nó này. Các bạn sẽ dán nó vào giúp mình nha. Các bạn sẽ cắt thành cái hình tròn như này. Đấy, nhưng mà cái hình tròn này nó sẽ liền với nhau nhé. Đây, liền với nhau như này. Thì mình sẽ cắt thêm hai cái hình tròn màu đen nữa. Mình sẽ để vào bên trong cái mắt màu trắng này. Đấy nha, mình sẽ sử dụng cái phần màu đen vừa nãy mình còn thừa nhé. Mình sẽ cắt nó tròn như thế này. Đây, các bạn sẽ cắt thành hình tròn bé hơn cái phần màu trắng nhé. Các bạn dán vào trong. Dán vào trong cái mắt nó như này. Đây. Chú nhện này thì có cái mắt màu trắng này, bên trong thì màu đen như này. Rồi mình sẽ sử dụng thêm cái bút màu đen các bạn. Mình sẽ vẽ cái phần lông mi này bên ngoài của nó. Đây. Như này. Rồi sau đó thì mình sẽ sử dụng cái phần màu mình sẽ có cái phần màu trắng để mình vẽ được cái miệng của chú ong này nhá. Cái phần này màu trắng bởi vì là cái chú ong của mình nó đã màu đen rồi đúng không, thì mình phải vẽ cái phần màu trắng lên thì nó mới nổi nhé. À mình xin lỗi, đây là chú nhện nhá, mình rất hay nhầm nhện với ong nhá, và nhầm nhện với đúng rồi, nhện với ong. Thì mình sẽ bước tiếp theo là mình sẽ cắt cho nó hai cái má màu hồng hình tròn như này. Các bạn cắt thành hình tròn, các bạn để hai cái má hai bên của nó như này nhé các bạn. Đây, các bạn dán vào cái má bên này. Tiếp theo, dán vào cái má bên này. Ok, sau đó thì mình sẽ làm bước cuối cùng là mình sẽ vẽ cho cái chú nhện này một cái nơ nhá. Một cái nơ màu cam này. Đây là cái phần nơ màu cam như này. Để dán lên cho nó cute nhé các bạn. Đây, sau khi mình đã vẽ xong thì mình cắt thôi. Mình cắt cái phần màu cam này. Đây, cắt nó ra. Cắt nó ra thì nó sẽ thành cái nơ nhá. Nơ rất là xinh. Nơ màu cam rất là xinh. Rồi, mình sẽ dán lên đầu nó như này. Mình đã có một cái chú nhện rất là đáng yêu như này nhé các bạn. Đây là chủ nhiệm của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nhé.